Vâng, chào mừng anh em đã quay trở lại với video mới của mình. Và mình là An đây. Hôm nay mình lại tiếp tục lau màu nha mọi người. Lau màu cho sofa gỗ sồi. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ lau màu hương đá. Trước khi mà mình phun lót thì mình đã bo chia và rung kỹ rồi mọi người nha. Mình sử dụng nhám 254 để mình chia, để cho nó tránh bị các cái vết xước của máy chia. Sau đó thì mình sẽ sử dụng nhám 254 để mình rung lại cho nó láng và nó mất các cái vết chia đi, thì sau đó mình sẽ phủ thêm một nước lót NC mỏng. Nhiều anh em tư vấn thì sử dụng lót NC mỏng thì rung nó dễ ra hơn và nó sẽ sạch trơn, nó láng hơn, nên là hôm nay mình đã sử dụng lót NC. Và đến khâu pha màu thì ở đây thì mình màu cái màu Glay này mình không quen pha, có một vị chuyên gia mình có nhờ đến lau màu, cũng là mối hàng của bộ ghế này mọi người ạ. Anh ấy thì tìm hiểu các cái lau màu thì khá nhiều, nên là cái màu sắc thì anh nắm bắt rất là chuẩn. Ở cái màu hương đá này thì là sẽ pha với cái tỷ lệ màu là một màu đỏ, 1/2 màu vàng, một tí màu cam nữa mọi người nhé. Pha với tỷ lệ màu là một màu và 10 dầu. Ở đây thì mình sử dụng khá là ít màu mọi người ạ. Trước đây thì mình cho quá nhiều màu nên là pha lau ra nó rất là đậm. Nên bây giờ mình rút kinh nghiệm, mình chỉ pha một ít màu thôi. Và sẵn có chuyên gia ở đây thì không thể sai sót được mọi người ạ. Sau đó thì lau thì rất là đơn giản. Mình lau thì mình lau đến đâu thì mình lau lại dễ khô đến đó thôi. Cũng khá là nhanh. Một bộ ghế thì cần khoảng tầm chưa đến 1 lít màu thì là mình đã lau xong. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these. Sau khi lau xong thì mình sẽ phủ thêm một lớp lót PU mọi người nhé. Và để cho khô thì mình sẽ sử dụng cái nhám 302 mình lắp vào máy để mình rung lại. Rung thật kỹ mọi người nhé. Rung càng kỹ thì nó càng ít tôm. Và sau đó thì dùng nhám để mình chà. Dùng nhám 302 để mình chà. Và sau khi chà xong thì mình sẽ bắn màu mọi người nhé. Cái khâu mà bắn màu này rất là quan trọng. Với cái bộ ghế này thì mình sẽ pha cái màu hương đá, giả hương đá để mình lên. Như các bạn có thể thấy là khi mình phun lên thì nó khá là giống cái màu hương đá. Với cái tỷ lệ màu là 2 cam, 1/4 vàng và 1/4 nâu. Thì nó sẽ ra được cái màu hương đá như này mọi người nhé. Khi mình phun lên thì cái nền của mình lau nó đã chuẩn rồi. Nó hơi thẫm đỏ thì mình... Khi mình phun màu thì mình sẽ bớt đi cái màu cam và cái màu nâu để cho nó lên được cái màu hương đá. Rất là đẹp mọi người ạ. Và cái quy trình mình phun thì đầu tiên thì mình sẽ phun cái mặt trước. Sau đó thì phun xung quanh và để cho nó khô một lúc, cái màu nó khô thì mình sẽ chà các cái góc đi. Nếu mà các bạn mà không chà góc thì khi mình phun lên cái tựa thì cái góc nó sẽ đen hơn. Nên là mình bắt buộc mình phải chà cái góc đi đã, rồi bắt đầu mình mới tiếp tục mình phun lên cái tựa. Thì nó hát xuống là vừa mọi người nhé. For your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring. How you fight in the ring, how you take a f***ing swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. Sau khi mà phun màu xong thì mình sẽ phủ thêm một lớp bóng bỏ.
Ở đây mình sử dụng bóng bò để mình phủ lên thì nó rất là láng và đẹp. Các bạn mà không có bóng bò thì các bạn có thể sử dụng lót tốt, ví dụ như lót 234 chẳng hạn. Các cái dòng lót tốt nhiều thịt để mình phun thì nó sẽ đẹp hơn. Đây, các bạn có thể thấy là mình sau khi mình phun bóng bò xong rồi, nhìn nó rất là láng. Ở đây là một cái gọi là cái ghế cũng được, một cái gọi là cái đôn cũng được. Nó là một cái bộ ghế chỉ có một băng dài, một cái băng nhỏ này và một cái bàn thôi, với một cái đôn thôi, bộ bốn món mà nghe. Và đây, bộ ghế của mình đã bắn màu xong rồi đây. Lau màu và bắn màu xong rồi đây. Nhìn lên màu lên rất là đẹp luôn. Để cho mình lau màu mà mình không quen thì mình sẽ pha theo cái màu nó hơi tái tái nâu nâu thì nó lại không đẹp. Thì anh chuyên gia này anh pha cái màu thì nó ra cái màu hương đá rất khá là đẹp luôn. Thì mình để khô màu và mình xả ra, xả bằng nhám 320 ra và mình tiếp tục phun bóng thôi. Ở đây thì mình sẽ phun bóng 10-15 mọi người nhé. Và mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tới. Nếu có thắc mắc gì thì mọi người có để lại dưới phần bình luận. Và nhớ like video và đăng ký kênh giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.